quá đẹp này. Chào các bạn đến với kênh Cường Bonsai. Hôm nay tôi đang ở vườn lan Tư Huỳnh này, quay cái giò lan phi điệp mới nở. Và sau khi gửi cái mặt bông này cho anh Trần Tuấn, nếu mà các bạn mới chơi mà chưa biết anh Trần Tuấn là ai thì các bạn có thể lên Google, các bạn gõ chữ vua lan Hà Thành là các bạn sẽ tìm thấy thông tin về anh Tuấn. Và tên của anh đã được đặt cho một loại hoa lan mà anh phát hiện ra chưa có ai đặt tên, đó là lan Trần Tuấn. Thì anh đã đánh giá bông này được 7,5/10 và đặt tên là ám mắt xước môi tuyết. Hôm nay trời thì nó không mưa, à trời mưa nó không có nắng, nhưng mà cái bông nó vẫn cứ nổi bật, mắt rất gọn, cũng là một bông xứng đáng để sưu tầm. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái mắt rất là yêu. Đây một cành hoa đã nở được mấy hôm rồi, đây là một tuần. Đây là cành này, là cành mới nở. Là cái mắt này, cái mắt và cái lưỡi rất đẹp, hương thơm. Nếu mà cái giò gốc này mà nhân ra thì rất nhiều giống. Ai có nhu cầu mà đăng ký kỳ thì để lại comment dưới video nhé, tôi sẽ cung cấp thông tin của chủ cây, các bạn liên hệ. Ám mắt xước. Các bạn nhớ like video, để lại comment và chia sẻ. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.